Như các bạn có thể thấy ở đây thì là đây là một cái bản vẽ của Corel để tụi mình thiết kế để có thể đem ra tiệm cắt và in. Thì là cái bố cục của con nhện thì gồm có 3 thành phần chính. Đầu tiên là khu vực thân, khu vực cẳng chân, khu vực chân và đế để pin bộ giảm áp. Và thì trên cái khu vực cẳng chân ấy, thì nó sẽ có 6 cái cẳng chân và mỗi cẳng chân thì có một cặp chân. Tương tự như thế thì nó sẽ có 6 cái chân. Và cái khu vực thân trên, thân dưới là nó đã có cái chỗ được thiết kế để cho cái khu vực giảm áp, đồng thời là khu vực đỉnh cái bo mạch. Như các bạn có thể thấy đây là một thiết kế của chân, là nó gồm có những cái lỗ vít như này, là chúng ta có thể bắt vít và gắn những con servo lên trên đây, rất là cứng cáp và chắc chắn. Còn cái hình vuông vuông ở giữa màn hình đây thì đó chính là cái khu vực để chúng ta thiết kế cái bộ giảm áp. Đây là bản thiết kế 3D được chúng mình vẽ trên phần mềm SolidWorks 2019. Thì là những cái thiết kế 3D này được đổ trực tiếp sang từ phần mềm Corel. Cái bố cục của con robot nó như hình thì là có 6 chân và các vị trí của servo cũng như hình. Phía bên tay trái là cái phần mặt trước của cái con robot, cũng như bên tay phải là phần mặt sau của con robot. Bo Arduino được bố trí ở phía trên và lộ ra bên ngoài. Đồng thời là cái module Bluetooth HC06 được bố trí cắm như phía trên nhé. Phía trên cái bo Arduino sẽ là cái mạch tạo xung để điều khiển cho servo. Thì mỗi mạch nó sẽ cho ra 10, có thể điều khiển 16 con servo, là hai mạch là 32 con. Sử dụng đường truyền 2 dây I2C điều khiển dạng nối tiếp. Thì là cái bản vẽ 3D đã phát thảo gần như là đúng so với thực tế. Chỉ có những cái thành phần như là DJ cũng như là mạch điều khiển servo phía trên là chúng mình chưa có vẽ vào, và kể cả dây của servo nữa. Cái khu vực ở phía dưới thân là khu vực để pin, cũng như là một số những cái mạch điện tử, mạch giảm áp sẽ được thiết kế đặt ở phía dưới như thế. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái file mô phỏng MATLAB của con robot. Thì trong file MATLAB sẽ có 3 cái hàm hay 3 cái function chính. Đầu tiên là function động hợp thuận, động hợp nghịch, và cuối cùng là hàm thử chuyển động, tức là hàm nghiên cứu về cái chuyển động của robot. Thì hiện tại đây là cái mô phỏng về động hợp thuận của con robot. Như các bạn có thể thấy ở đây thì là một số các thông số khai báo, giả sử như là độ dài cấp 1, độ dài cấp 2, theta 1, theta 2, hàm ma trận chuyển đổi, tịnh xoay tịnh tiến. Thì đồng thời ở đây thì mình sẽ khai báo một số cái hàm, giả sử như là hàm theta 1p, tức là hàm góc theta cuối cùng, hay còn gọi là cái góc mà theta mà robot sẽ xử lý và sẽ xoay theo. Thì nó sẽ được tính như công thức như hình. Đây là quy hoạch cái quỹ đạo chuyển động của robot, theta 1p, theta 1 và theta 2. Tiếp theo là những cái hàm plot. Hàm plot rất là quan trọng vì mình sẽ vẽ những cái chuyển động của robot trực quan trên MATLAB bằng những hàm plot này. Tiếp theo
thì đó chính là hàm plot vẽ cho cái giá chuyển động tịnh tiến. Như chúng ta có thể thấy ở đây thì là ở dưới cái dạng chuyển động tịnh tiến đây. Như các bạn thể thấy đây là dạng chuyển động tịnh tiến của robot. Thì từng cái độ dài của các khớp chúng mình đều phải là so với thực tế, đo đạc thực tế. Như bên phải là màn hình hiển thị cái số góc mà trả về khi mà hoạt động, thì góc này là góc nó được tính theo cái hàm quy hoạch quỹ đạo chuyển động của robot. Thì là vì là cái kích thước màn hình, cái độ cái scale của màn hình nó khác nhau. Như các bạn thấy là trục Z là 0 đến 10, X là 10 đến trừ 40 và Y là trừ 40 đến 40, nên là nhìn robot trong nó đấy như thế này là scale thực tế. Thì là tiếp theo thì chúng ta sẽ nghiên cứu về động học nghịch của robot. Động học nghịch thì chúng ta cũng có một tấm hình robot như đây với kích thước một chân đó. Khi các bạn thay đổi cái thông số về PX, PY, PZ, tức là cái tọa độ của điểm cuối, thì là cái robot nó sẽ xoay những cái góc tương ứng. Đây, như các bạn thấy cái chân nó sẽ xoay những cái góc tương ứng. Rồi. Đấy. Nó sẽ xoay những góc tương ứng. Thì là khi mà nghiên cứu về động học nghịch thì là chúng ta sẽ biết được là cái tầm chuyển động của chân của robot nó như thế nào. Tức là mỗi robot nó có cái tầm chuyển động nó khác nhau, chân nó chỉ có thể vươn tới hay là co vào đến một cái khoảng nhất định. Vì thế động học nghịch sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông tin như thế để chúng ta biết được rằng là robot chúng ta chỉ có thể điều khiển và chuyển động với cái độ phân giải tọa độ nó trong giới hạn nào. Còn cuối cùng là cái hàm nghiên cứu về cái dáng di chuyển của robot. Như các bạn có thể thấy đây thì hàm này sẽ cho chúng ta một cái model như hình. Thì là ở phía bên tay phải đó là những cái ma trận xoay tịnh tiến của robot để cho chúng ta biết được cái tọa độ của từng cái khớp cũng như là tọa độ của điểm đầu, điểm cuối của con robot đang hoạt động. Tiếp theo mình sẽ đến cái phần mềm thiết kế cái giao diện điều khiển trên điện thoại Android. Thì chúng mình sẽ dùng cái phần mềm App Inventor thiết kế giao diện Wave Graphic User Interface ở trên đây, nó cho chúng ta thiết lập những cái thông số về nút nhấn, kích cỡ, màu sắc, kiểu chữ, độ rộng, độ cao, vân vân. Ở đây thì mình sẽ add 3 thuộc tính chính để điều khiển, đó chính là Bluetooth, Silent, Clock và Multi. Thì nó sẽ điều khiển dưới dạng những cái block như thế này. Chúng mình lập trình một số khối quan trọng, giả sử như là cái khối đọc Bluetooth ở đây. Nó sẽ đọc cái địa chỉ Bluetooth dựa trên cái list. Thì khi mà chúng ta chọn vào cái list, khi đã được kết nối thì nó sẽ hiển thị Connected và đèn sẽ chuyển sang màu xanh. Khi chưa kết nối thì nó sẽ không hiển thị và đèn chuyển sang màu đỏ. Đây là một số cái hàm để mình gửi cái dữ liệu điều khiển dưới dạng mã ASCII để cái Arduino mình có thể xử lý và điều khiển robot. Có rất nhiều, thì là có bao nhiêu nút nhấn có mấy nhiêu những cái hàm thôi. Lập trình dạng shock up, shock down, tức là nhấn thì nó làm gì, thả nó làm gì. Tiếp theo là một số những cái hàm liên quan đến biến lập trình và một số cái hàm liên quan đến global function. Cái thứ hai là cái phần điều khiển về dạng thu thập dữ liệu. Thì cái này nó sẽ là gửi ngược cái góc từ cái con support nó về điện thoại của chúng ta. Nó cho phép chúng ta hiển thị những cái thông số góc như thế và một số cái nút nhấn. Ở dưới đây là một cái tập hợp những một block mà điều khiển về gia tốc. Nó sẽ lấy cái gia tốc của điện thoại để điều khiển cái con robot chúng ta tiến lùi trái phải, chỉ việc nhìn cái điện thoại thôi nó sẽ đọc những cái giá trị trở về. Thì làm cái này chúng mình phải lấy từ thí nghiệm thực tế để xem là nó như thế nào, là nó phản thì nào, nó nghiêng trái vân vân. Đây, các bạn xem cái giao diện của nó. Cuối cùng khá là quan trọng thì là đó là cái file coding. Thì là cái file coding này thì như các bạn thấy là nó có tổng cộng 668 dòng.
thì nó bao gồm rất nhiều những cái hàm để điều khiển, để chuyển động cũng như là xử lý của robot. Để sử dụng này thì mình sẽ add những cái thư viện như các bạn có thể thấy, như là thư viện serial, thư viện software, thư viện về điều khiển servo. Thì ở đây chúng ta sẽ khai báo một số cái thông tin của servo cũng như là cái con hexapod, giả sử như là cái xung xung cấp tối thiểu, xung cấp tối đa 150 600, cái ma trận về cái pin servo, ma trận của góc, cái mạng. Và đây, như đây là cái hàm software serial để mình có thể gửi tín hiệu Bluetooth. Tiếp theo là cái hàm convert to pools. Thì cái hàm này là cái hàm dùng để chuyển đổi cái giá trị tốc sang pools. Tại vì là cái con servo thì điều khiển đến dạng xung, mình sẽ xuất xung để điều khiển nó, chứ không phải là xuất tốc. Góc là cái mà chúng ta tính toán. Thì tiếp theo thì đấy là hàm độ học nghịch. Thì mình sẽ giải cái động học dựa trên cái ma trận chuyển đổi và bảng DH ở ngoài giấy, giải tay ha. Xong rồi là mình sẽ nhập cái phương trình đọc vào đây. Thì là tiếp theo là bằng độ học thuận forward và left post. Thì đây là một cái hàm dùng để chuyển đổi thôi, chuyển đổi cái góc sang dạng speed, góc pi, spine. Tiếp theo hàm reset và hàm stop là hàm để dừng robot. Thì nó có tương tự như hàm preset vậy, nó sẽ đưa robot về một cái vị trí mà mình đã setup cố định. Rồi, như các bạn sẽ thấy đây là những cái reset ha, the start, the stop, the forward, backward, right, left, up, down và những cái hàm mà mình sẽ dùng để điều khiển robot, robot di chuyển. Function 1, function 2 đó là những cái hàm function chuyển động đặc biệt của robot. Thì là trong đó thì chúng ta sẽ thấy là hàm reset reset với hàm stop thì nó khá là giống nhau. Tiếp theo là đến hàm void setup. Thì hàm này là mình sẽ khai báo những cái thông số mà nó chỉ có chạy đầu tiên khi lập trình thôi, khi mà khởi động con Arduino thôi, nó sẽ nhảy vào đấy, cuối cùng nó sẽ nhảy vào void loop và chạy những cái hàm này. Thì là những cái ký tự mà mình gửi dựa trên cái màn hình điều khiển trên điện thoại ấy, hoặc Bluetooth, nó sẽ gửi những ký tự ASCII về và nó sẽ đọc những ký tự đó và nhảy vào những cái hàm để điều khiển. Như các bạn có thể thấy ở đây thì là chúng ta có hàm up down, robot lên xuống ha, để kiểm tra hoạt động của các servo, cũng như hàm forward là hàm tiến về phía trước, hàm backward là hàm tiến về phía sau ha. Thì là những cái này là mình dựa trên những cái phần mô phỏng của MATLAB để mình lấy ra những cái góc mình có thể điều khiển ở đây. Rồi đó, các bạn. Bây giờ điều khiển thì chúng em được viết trên Android. Android hả? Dạ vâng. Để điện thoại anh điều khiển cho thầy coi. Và nó truyền tín hiệu qua Bluetooth. Em cho nó tới luôn cho thầy coi. Con robot này siêu to, siêu khổng lồ đó. Giao tiếp qua Bluetooth này. Ok, rồi đến cái phần báo cáo tiếp theo thì em cho nó chạy một lần nữa đi, thầy dừng cái phần quay video. Khi mà em giữ cái nút thì nó sẽ xoay liên tục. Dạ, ok.
Rồi, chúc nhóm báo cáo thành công nha.